Nơi có WD mà chai lớn đó bao nhiêu tiền vậy? Chào bác. Hai cháu yêu nhỉ.
tôi dẫn về cho mà cô.
chạy với bố ạ. Chứ chính tôi không có Covid rồi. Covid thì có thể chạy đến như thế. Chưa bốn mà đi trên đường Lò Đúc thì mua phở. Đây là hại quần áo nhất. Ừ. Để của quân. Đó, giờ là cái nào đấy. Thế là nó đang còn ướt ra ngoài đường nè. Ở vọng đúng không?
đồng một sản phẩm đấy. Cho bà con nếu sản phẩm nào cũng chỉ có 10.000 đồng đến mua sao thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
360 độ. Vâng. Vừa ông bà.